Luận điệu xuyên tạc công an giúp dân, cứu trợ dân trong đại dịch COVID-19 Dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn cả nước. Lực lượng công an nhân dân, lá chắn phòng chống dịch COVID-19, thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Là một trong lực lượng tuyến đầu chống COVID-19, các cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đã đang phải căng mình để chiến đấu qua cảm với đại dịch. Có những chiến sĩ trẻ đã ngã xuống vì bình yên của nhân dân. Hiện nay, lực lượng công an đang trong những ngày phải gồng mình gắng sức để khống chế dịch bệnh COVID-19. Lực lượng công an đã tập trung, huy động tối đa lực lượng, phối hợp với các đơn vị chức năng để chốt chặn, truy vết, điều tra dịch tễ, hoạt động cứu trợ cho nhân dân cả nước nói chung và nhân dân các tỉnh phía Nam đang chịu thiệt hại nặng nề do COVID-19 nói riêng. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ công an, xung kích tham gia chống dịch, đi từng nhà, ra từng ngõ để hỗ trợ, giúp đỡ lương thực, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu đến tận tay người dân, càng tô thắm hình ảnh đẹp của công an nhân dân trong lòng dân, vì nhân dân phục vụ. Thế thế, các trang mạng, đài, báo ở bên ngoài, BBC, RFA tiếng Việt, báo tiếng dân, chân trời mới media, Việt Tân, vân vân và số đối tượng chống đối chính trị, phân tử xấu trong nước, thi nhau xuyên tạc cả khịa, đăng tải chia sẻ các thông tin bài viết trên trang cá nhân, hình ảnh các cán bộ chiến sĩ công an đang vận chuyển lương thực giúp dân trong vùng dịch với những lời lẽ luận điệu xuyên tạc như lực lượng công an đang gây khó khăn cho người dân khi tham gia hỗ trợ chống dịch trong vùng giãn cách, khu cách ly, cho rằng đội quân 6 mũi giúp dân chống dịch không hiệu quả, công an làm màu, không cần thiết, lãng phí và làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh, vân vân. Thậm chí còn dựng lên những câu chuyện thông tin, hình ảnh giả mạo sai sự thật về lực lượng công an, như hình ảnh người giao hàng quỷ lệ cảnh sát giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh làm thơ, ve lính nói ngọng hay dựng lên những câu chuyện không có thật, giả mạo, mạo danh công an bằng việc mặc sắc phục giả, sử dụng giấy tờ, chứng minh công an nhân dân giả, sau đó thực hiện các việc làm phản cảm, vi phạm pháp luật, lừa đảo, gây bức xúc dư luận, rồi quay video clip, phát tán trên trang mạng xã hội, kèm những lời bình luận khiếm nhã, từ đó, nhằm kích động, hướng lái dư luận, tạo dư luận tiêu cực, có cái nhìn sai, thiếu thiện cảm của người dân với lực lượng công an. Thật là ngu dốt, đây thật sự là những luận điệu xuyên tạc của những người không chỉ bất nhân mà còn độc ác, bởi họ chỉ mong chúng ta sẽ thất bại trong chống dịch để xã hội bảo loạn, người dân lầm than.